Với diện tích hơn 1 hectare đất đồi, những năm trước đây diện tích này thường bị bỏ hoang hoặc dùng để trồng ngô. Nhưng bây giờ khi chuyển sang trồng sơn tra, diện tích này mỗi năm có thể mang lại thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng nếu được giá, chưa kể sản lượng ngô thu được. Đó là thành quả hơn 6 năm trồng và phát triển cây sơn tra của gia đình ông Lý A Kỳ ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Sau khi tham gia thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, gia đình ông đã mạnh dạn đưa loại cây này trồng vào hơn 1 hectare đất của gia đình. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, sau 6 năm, sản lượng từ 3 đến 4 tấn mỗi năm cũng giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Mình thấy cây sơn tra là cây bản địa, do vậy cũng rất dễ trồng. Nhà mình sau khi trồng được thì cây phát triển tốt, và đến nay bắt đầu cho thu hoạch. So với trồng cây ngô thì cây sơn tra mang lại hiệu quả kinh tế hơn nếu như quả sơn tra có giá. Nên bây giờ loại cây này đã trở thành cây mang lại thu nhập cho gia đình tôi. Đối với xã Nậm Khắt thì trước đây cây sơn tra cũng chỉ là cây rừng tự nhiên, sản phẩm quả sơn tra chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ, chưa trở thành hàng hóa. Với điều kiện thuận lợi, cây sơn tra đã sinh trưởng và phát triển tốt trên diện tích đất rừng. Bên cạnh đó, các sản phẩm từ quả sơn tra có giá trị kinh tế cao, do vậy người dân xã Nậm Khắt đã nhiệt tình tham gia trồng. Từ diện tích chỉ có hơn 200 hectare, đến nay Nậm Khắt đã có hơn 1.000 hectare sơn tra, với sản lượng trung bình 1,5 tấn trên hectare. Mỗi năm cũng mang lại hàng chục tỷ đồng cho người dân trong xã. Đến giờ thì chúng tôi có trên 800 ha là đã cho năng suất cũng như là cho thu nhập cho bà con nhân dân, đã từng bước là cho bà con nhân dân ổn định về cuộc sống. Thực hiện theo cái đề án này cũng là một trong những đề án là xóa đói giảm nghèo cũng như là phủ xanh đồi núi trọc, cũng như là cái tăng lên cái diện tích để chi trả dịch vụ rừng cho bà con nhân dân. Nếu như trước đây năm 2015, diện tích cây sơn tra của huyện Mù Cang Chải chưa đến 2.000 hectare, thì sau hơn 6 năm thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, diện tích đã tăng lên gần 5.000 hectare. Diện tích cho thu hoạch quả ước đạt 2.500 hectare, năng suất trung bình khoảng 1,4 đến 1,5 tấn trên 1 hectare trên năm. Tổng sản lượng ước đạt trên 3.000 tấn quả trên năm, mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho người dân vùng cao Mù Cang Chải. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, sơn tra lại là cây bản địa dễ thích nghi. Việc phát triển cây sơn tra sẽ trở thành cây đa mục tiêu của huyện vùng cao Mù Cang Chải, mang lại thu nhập phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao ý thức quản lý bảo vệ rừng của người dân. Cũng có thể khẳng định rằng cây sơn tra là một trong những cây đa mục đích, vừa có giá trị phòng hộ, chống xói mòn, vừa có tác dụng phát triển kinh tế, hộ gia đình. Trong những năm qua thì chính quyền địa phương cũng cùng với nhân dân đã tích cực phát triển cây sơn tra thành sản phẩm hàng hóa, tập trung ở tại các cái xã khu 1, xã khu 2 và khu vực khu 3 của huyện Mù Cang Chải. Từ loại cây tự nhiên hoang dã, nhờ những chính sách thích hợp của tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải, cây sơn tra đã làm thay đổi ý thức bảo vệ và phát triển rừng của chính người dân, đồng thời trở thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của huyện vùng cao Mù Cang Chải.